Mẹ con rất là cực khổ mới sanh ra con. Tại vì từ hồi xưa thì nói chung con phải là con một người con Việt Nam chính gốc, con là con lai. Với mẹ con vì gia đình phải đi làm nuôi các cậu con, các dì con đi học nên mới sanh ra con. Dù mẹ con như thế nào đi nữa, cả cuộc đời này con cũng không có thể nào mà con trả hết cho mẹ con, nên con phải nuôi những đứa em thành tài để cho mẹ con vui. Và con cố gắng con làm được những cái gì để trả ơn cho mẹ khi mẹ con sanh con ra. Chứ nếu mà thời đại bây giờ thì muốn bỏ đứa con rất là dễ, nhưng mà hồi đó mẹ con không có bỏ, mẹ con vẫn vẫn sanh con ra cho tới bây giờ. Nên cái công lao của mẹ con mãi mãi trong đầu của con. Con nghĩ con tới già con cũng sống không thể nào mà con trả hết được, nên con làm được những gì cho xã hội, con giúp được những gì cho những đứa trẻ mồ côi, con giúp, nói chung là trong tầm tay con làm được cái gì con làm, để không phải là để cái tiếng lại cho con không có cần cái tiếng, mà con cần là những người nói một câu là nhất là trong gia đình của con, nói là mẹ con sinh con ra rất là đúng, chứ không phải là một người phụ nữ ăn chơi. Con muốn mọi người nhìn cặp mắt mẹ với mẹ con là như vậy, tại vì mẹ con hiền lắm. Không, con ở với mẹ con được 2 năm, nhưng mà con đã thấy có cái thứ con học hỏi của mẹ con dạy con cái như thế nào. Mẹ con thay là một người ác để cho con mình kêu mẹ ác quá như thế nào đó khó khăn, nhưng mà mẹ con dùng cái đó để mà mẹ dạy dạy các anh chị em con mà con học, nên hôm nay con mới có được ngày hôm nay. Là con ảnh hưởng tới mẹ con rất nhiều, nên đôi khi con nuôi mấy đứa con của con cũng vậy. Con nhiều lúc con bị nói con ở trên sân khấu sao con hiền quá, mà ở ngoài con hiền quá, mà tại sao về nhà con dữ, mà con ác, hay là con la con chửi mấy em con hay là mấy đứa con của con. Là tại vì con học theo mẹ con nhiều lắm, tại vì có như vậy thì con mình nó mới khôn lớn, nó mới giỏi được. Con mẹ con làm cái gì con cũng thấy tội đó. Dù mẹ con có đánh con cũng thấy tội, con cũng nghĩ mẹ con dạy con. Tại con ở với mẹ con được 2 năm, con nhìn lén mẹ con rất là nhiều, tại vì mẹ con có nhiều em nên, và có ba kế nữa, nên mẹ con phải vừa bung gánh bán bưng để nuôi mấy đứa em con. Thì dĩ nhiên con có ba, có cha có mẹ thì tốt hơn, còn mình thì con riêng, mà lúc đó mình là cũng là con lai, mà con không có dám đòi hỏi một cái gì nơi mẹ con hết đó. Con chỉ muốn mỗi ngày con gặp mặt mẹ con cười và dạy các em con là con vui, chứ con chưa có bao giờ mà con dám trách mẹ con. Con chỉ trách con là tại sao con làm con mà con không dám gọi mẹ bằng cái tiếng mẹ. Con cứ sợ mỗi lần con gọi là con có một cái gì đó nó khó khó tả trong người con.